Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết từ biên tập viên thời tiết Thu Hiền. Xin chào chị Thu Hiền, không biết là đến thời điểm này thì cơn bão số 1 đã diễn biến như thế nào rồi ạ? Dạ vâng ạ, thưa anh và quý vị khán giả. Hiện nay thì bão số 1 có dấu hiệu là sẽ giảm về cường độ. Và nhìn trên ảnh mây vệ tinh thì có thể thấy là mắt bão đã mờ đi. Vùng mây hoàn lưu của bão không quá đậm đặc. Và dự báo là bão sẽ giảm cường độ khi mà đi qua bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Khoảng trưa và chiều mai thì bão sẽ đi vào khu vực đất liền của Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ bão sẽ giảm khoảng là 3 đến 4 cấp, xuống còn là cấp 8, giật cấp 10. Bão đang tiến gần về nước ta và ngay trong đêm nay thì rìa xa của bão số 1 sẽ gây ra mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Trong đó thì mưa to nhất sẽ tập trung tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Hà Giang với tổng lượng mưa từ đêm nay đến thứ Tư là 200-300mm và có nơi trên 400mm. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ hay là Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì mưa ít hơn, có nơi lượng mưa sẽ trên 250mm. Mưa to dồn dập nên là ngay lúc này bà con sống ở những khu vực thường xảy ra sạt lở cần phải để ý các dấu hiệu sạt lở như là vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông suối từ màu trong chuyển thành màu đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Và khi thấy những dấu hiệu này thì cần phải di rời ngay lập tức. Còn bây giờ xin được chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hải Phòng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Sáng sớm mai gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Mưa vừa mưa to, nhiệt độ trưa mai là 27 độ. Thành phố Hà Nội nằm ở rìa bão, đêm nay và sáng mai gió mạnh dần lên là cấp 4, cấp 5. Ngày mai mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa rào, trời mát 24 độ. Ngày mai trời nhiều mây, trưa nắng gián đoạn, chiều có lúc có mưa to với nhiệt độ trưa mai vào khoảng là 32 độ.